trai thôi. Em giúp anh kiểm tra qua tí để bắn nó chuẩn. Ok. 120 cân bây giờ mình bắn rồi. Ờ, xin mày đã xem phim cái đấy rồi. Cái hai quay vào bên trong này chứ. Nằm đi vào bên trong này chứ. Em này mà đi tập nữa thì mọi người có đẹp. Chưa tập người như thế này. Khi ngồi xong để thở ra. Ok, hạ pháp rồi. Này. Em này lưng dài này sẽ lắm cái kiểu xuống lưng này. Siro đó hai cái là nó bắn vào tất cả đốt, nó bắn vào trọng tâm. Okay.